Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện thập niên 90 Trọng Sinh Trêu Ghẹo Nam Thần của tác giả Tích Nhan. Tập 20. Chương 191. Thật sự khiến người ta lấy làm tự hào. Trong lịch sử trường cấp 3 của bọn họ, khối khoa học xã hội chưa bao giờ đạt được một số điểm huy hoàng như vậy. Đã 3 năm không có thủ khoa rồi, tổng điểm là 690. Cô đạt 662 điểm. Vào đại học Duy là một điều chắc chắn. Hiệu trưởng nói xong, tầm mắt Tần Lan tối sầm lại, suýt nữa té xỉu. Diệp Kiều vẫn đứng cách đó không xa, tất cả đều nằm trong dự đoán của cô, cũng không kích động là bao, chẳng qua, nhìn dáng vẻ tức giận như muốn ngất đi của Tần Lan, trong lòng cô vô cùng thoải mái. Vừa rồi bà ta còn mặt mày hớn hở, buồn cười nhất là hiệu trưởng còn chúc mừng bà ta. Bà ta tưởng con gái bảo bối của bà ta được hạng nhất. Tuyệt đối không ngờ rằng là cô con ghẻ mà bà ta luôn xem như là cái đinh trong mắt mình. Mẹ nó thật là thoải mái. Phụ huynh của Diệp Chăn Chăn, không phải, phụ huynh của Diệp Kiều, chúc mừng cô nhé. Một nữ phụ huynh bên cạnh nhìn Tần Lan, chuyển giọng cười nói. Không thể nghi ngờ đi, đây lại một chậu nước lạnh hát vào mặt Tần Lan. Diệp Kiều được thủ khoa, đối với Tần Lan mà nói đó nào phải chuyện vui, là tai vạ mới đúng. Đúng vậy, chúc mừng, Diệp Kiều đúng là không chịu thua kém, mới một năm mà thành tích đã leo lên đến thủ khoa rồi. Bà Tần à, là cô dạy tốt, một phụ huynh khác ở bên cạnh khen tặng, nghe thế nào cũng như chặt chém. Đặc biệt là bên cạnh còn có một phụ huynh nhỏ giọng nói, Diệp Kiều sống với ông nội của nó, chứ có sống cùng mẹ kế của nó đâu. Thần chặt chém, cho nên Diệp Kiều được thủ khoa thì có liên quan gì đến người mẹ kế này đâu. Các thầy cô đi treo băng rôn trước cổng trường đi, hiệu trưởng lại nói. Chỉ thấy trên băng rôn viết, nhiệt liệt chúc mừng bạn Diệp Kiều, trường chúng ta đã đạt được danh hiệu thủ khoa thành phố trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1996. Mẹ Diệp, Chăn Chăn nhà cô đâu? Cháu tìm thấy thành tích của cậu ấy rồi, 552 điểm. Trong lúc Tần Lan đang nhìn cái băng rôn vừa chói mắt vừa đâm thấu tim gan thì một nữ sinh bình thường có quan hệ vô cùng tốt với Diệp Chăn Chăn chạy tới trước mặt Tần Lan, nói với bà ta. Nghe thấy điểm của Diệp Chăn Chăn, điều này đối với Tần Lan mà nói là họa vô đơn chí. Tần Lan bị đả kích một lần nữa, thân thể lắc lư, suýt nữa ngã lui sau. Ai, mẹ Diệp Chăn Chăn à, cô làm sao vậy? Có phụ huynh nhiệt tình vội vàng giữ bà ta lại, tức giận thôi. Ngập tràn tự tin rằng con gái cục cưng nhà mình có thể thi đậu đại học gì, kết quả con ghẻ lại thi đậu, không tức xỉu mới là lạ. Có một nam sinh đáp. Mà Tần Lan thì vội vàng bình tĩnh lại, cởi cái khăn lụa Hermes trên cổ ra, cười ha ha nói, tôi nóng thôi, nóng, thời tiết nóng lên, tôi dễ bị say nắng. Môi hở răng lạnh, Diệp Kiều có thể được thủ khoa, tôi thật sự rất kích động. Tần Lan chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức xuống bụng. Nói một cách vô cùng dối trá. Trên thực tế, bà ta đã tức giận đến mức tâm. Can cũng run rẩy rồi. Bạn Diệp Kiều, mời đến chỗ tôi một lát. Hiệu trưởng cất giọng nói vào loa. Diệp Kiều đi tới. Em Diệp Kiều, điểm của em bình thường luôn nằm ở mức trung bình trong lớp. Sao lại thi được thủ khoa? Có thể chia sẻ với mọi người một chút không? Trao đổi một chút có được không? Hiệu trưởng dứt lời thì đưa loa cho cô gái như hoa như ngọc này. Gian lận. Không thể, kỳ thi tuyển sinh đại học nghiêm khắc đến mức một con ruồi cũng không thể lọt vào. Có vấn đề trong việc chấm bài thi. Càng không thể, hiệu trưởng của bọn họ cũng không biết bài thi của trường bọn họ được đưa đến thành phố nào để chấm nữa là. Chỉ có thể nói rằng, đó là một cú đột phá đáng kinh ngạc. Thật ra, mọi người không cần ngạc nhiên, trong các kỳ thi bình thường, em đều giữ lại một chút thực lực, chỉ khi thi tốt nghiệp trung học, em mới phát huy năng lực thật sự của mình. Diệp Kiều cầm loa trong tay, mỉm cười tự tin nói. Diệp Kiều đúng là xấu bụng, bạn học của cô cảm thán. Lời nói của Diệp Kiều lọt vào tai Tần Lan lại thành một cú vả mặt. Nhớ lại khi con gái bà ta kiểm tra không tốt, cũng nói là giữ lại một chút thực lực, kết quả. Diệp Chăn Chăn đâu rồi? Cái con nhóc thối tha này, bà ta muốn bóp chết cô ta. Còn Diệp Chăn Chăn thì chột dạ trốn từ sớm rồi, nhưng mà những gì hiệu trưởng và Diệp Kiều nói, cô ta đều nghe thấy rõ ràng. Chương 192. Diệp Chăn Chăn đang nấp trong góc cổng trường, nhìn mấy thầy cô treo tấm băng rôn màu đỏ thẫm trên cổng trường.
Ban đầu cô ta kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ mất mặt bấy nhiêu. Từ trước đến nay cô ta luôn khinh thường Diệp Kiều, chế nhạo cô trước mặt bạn bè, châm biếm cô, bây giờ thì thế nào? Cái tên cô ta vẫn luôn tưởng rằng là ngu dốt đó, bây giờ lại là thủ khoa trong kỳ thi đại học. Chẳng có đường tắt nào cả, chỉ có một từ, liều mạng. Cả năm nay, em đã rất liều mạng vào những lúc mà mọi người không nhìn thấy được. Lúc này, giọng nói của Diệp Kiều, người mà cô ta hận thấu xương đang vang lên thông qua loa khuếch đại âm thanh. Diệp Chăn Chăn siết chặt tay. Diệp Kiều chết tiệt này thật luôn luôn lặng lẽ nỗ lực sao? Sao lại khó tin đến vậy? Nhất định là giáo viên chấm thi mắc sai lầm rồi. Đã vào quan tài rồi, nhưng Diệp Chăn Chăn vẫn không chịu thừa nhận một điều rằng Diệp Kiều của hiện tại xuất sắc hơn cô ta. Và cô ta đã làm gì trong một năm học vừa qua? Lòng háo thắng, lòng hư vinh quá mạnh mẽ, cô ta luôn nghĩ cách làm sao để đối phó với Diệp Kiều. Nào có để đầu óc vào chuyện học hành đâu. Diệp Kiều là thủ khoa khối khoa học xã hội đầu tiên kể từ khi tôi quản lý trường học đến nay. Và là thủ khoa thứ hai về tổng điểm. Trường của chúng ta đã 3 năm rồi không có nổi một thủ khoa. Hiệu trường dõng dạc nói. Lúc này, trong trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Diệp Chăn Chăn càng đỏ mắt, ghen ghét. Thủ khoa đầu tiên của trường họ là Lục Bắc Kiêu. Năm đó anh là thủ khoa khối khoa học tự nhiên. Mấy năm nay không có ai có thể vượt qua anh. Mà bây giờ lại là cái tên Diệp Kiều đáng chết kia kể vai với anh. Cô ta làm sao xứng kể vai với anh Kiêu chứ? Cô ta chỉ là một kẻ quê mùa đến từ nông thôn, giả danh công chúa nhà họ Diệp mà thôi. Đúng rồi, giả mạo. Diệp Kiều là đồ giả mạo. Tần Lan bị mấy phụ huynh tương đối quen vây quanh nói chúc mừng. Có một số phụ huynh nào có biết quan hệ giữa bà ta và Diệp Kiều không tốt. Từng tiếng chúc mừng giống như từng nhát dao sắc bén đâm vào ngực bà ta, rằm trong tim. Càng đau khổ hơn là bà ta vẫn phải duy trì nụ cười yêu nhã, nắm tay Diệp Kiều, sắm vai một bà mẹ hiền từ. Tần phu nhân, Chăn Chăn thi được 552 điểm, dựa vào điểm số của năm trước, thật ra cũng đủ đậu nguyện vọng 2 rồi, nhưng mà hình như dì bảo em ấy điền cả 3 nguyện vọng là đại học gì à? Thế thì, công chúa nhỏ nhà họ Diệp chúng ta không đậu cái nào luôn à? Diệp Kiều giả vờ tỏ vẻ thân mật, dán bên tai bà Tần nhỏ giọng thì thầm. Tần Lan lại bị đâm một nhát vào lòng, càng tức giận hơn là Diệp Kiều dám thẳng thừng châm biếm bà ta như vậy. Cả năm nay con nhóc này thay đổi quá nhiều, đẹp không nói, thành tích tốt cũng không nói, còn trở nên tự tin, mạnh mẽ. Bà Tần à, mặt chắc đau lắm nhỉ? Hay là đau lòng? Con gái bảo bối của dì đâu rồi? Sợ đến mức trốn đi rồi à? Tinh thần kiêu ngạo trước kia đâu rồi? Diệp Kiều tiếp tục châm chọc, cô mất ăn mất ngủ, chăm chỉ khắc khổ một năm, chẳng phải là để vả vào mặt bà ta và Diệp Chăn Chăn ngày hôm nay à? Diệp Kiều chết tiệt. Bà Tần, sao dì cứ đối đầu với tôi thế? Rốt cuộc tôi cản trở dì cái gì? Cản trở con gái bảo bối của dì cái gì? Nhưng mà, hôm nay tôi cảnh cáo dì, mấy người mà còn bắt nạt tôi nữa, đừng trách Diệp Kiều tôi chủ động ức hiếp mấy người trước. Diệp Kiều ngoài cười nhưng trong không cười, cảnh cáo bên tai bà Tần. Diệp Kiều, cô chờ đó cho tôi. Tần Lan cắn răng, thấp giọng hung ác nói. À, lúc này, Diệp Kiều đột nhiên hét lên đau đớn. Dì Tần, dì nhéo con. Cô cố ý. Lúc này, các học sinh và phụ huynh nhìn lại, ai hơi bén mắt là có thể nhìn ra Tần Lan không thật sự vui vẻ, bây giờ lại còn lén nhéo Diệp Kiều. Mẹ kế đúng là mẹ kế. Tần Lan đang định phản bác thì bị Diệp Kiều giành trước. Dì Tần, con biết, Chăn Chăn ít được chú ý trong kỳ thi đại học lần này, mà con thì được hạng nhất, trong lòng dì chắc không cân bằng. Nhưng mà, dì không cần thiết phải ngoài mặt một vẻ, sau lưng một vẻ với con chứ. Các bạn đang nghe chuyện thập niên 90 trọng sinh trêu ghẹo nam thần của tác giả Tích Nhan tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 193. Diệp Kiều vừa nói xong, các phụ huynh khác đều thổn thức. Bình thường giả vờ hiền lành, lương thiện lắm, trên thực tế, chắc chắn là ghét bỏ con bé muốn chết. Chao ôi, Diệp Kiều trông mạnh mẽ hơn Diệp Chăn Chăn nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đúng là càng nhìn, càng thấy đẹp. Nghe tiếng bàn tán, Tần Lan càng tức, tức đến nghẹn lời, không tìm được từ ngữ nào để phản bác, cứ để cho Diệp Kiều chiếm thế thượng phong. Cái con tiểu tiện nhân này, học được cách vu cáo mình rồi đấy.
Bà Tần, những thứ này tôi đều học từ gì cả đấy. Diệp Kiều như thể đoán được suy nghĩ của bà ta, nhỏ giọng nói. Sau đó cô chạy ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe, để lại Tần Lan bị những phụ huynh khác chỉ trỏ, nói bà ta bất công, có ý đồ xấu. Không phải ai cũng nể mặt phu nhân của phó thị trưởng, cũng chỉ có mấy gia đình hơi có điều kiện một chút mới thích nịnh bợ Tần Lan thôi. Sau khi xem điểm xong, mỗi người ai về lớp đó nhận phiếu điểm. Diệp Chăn Chăn mãi không xuất hiện, mà chủ nhiệm lớp Vương trước kia không tin Diệp Kiều có thể đậu đại học duy nay đã chân thành xin lỗi Diệp Kiều trước mặt tất cả các bạn trong lớp. Thầy Vương, thầy cũng đã xin lỗi em rồi, không phóng khoáng gì cả. Em cũng không phải là người nhỏ mọn. Diệp Kiều đứng lên, hào sảng nói. Thầy Vương luôn ăn nói có ý tứ lúc này cười toét miệng, học sinh trong lớp cũng đều nhìn Diệp Kiều, nữ thần trong lòng bọn họ cười, những khuôn mặt vừa ngây ngô vừa xấu hổ này khiến cô hơi rung động. Một lần nữa cảm thán, có thể sống lại, quay lại thời điểm tốt đẹp nhất, chăm chỉ phấn đấu, yêu đương mãnh liệt, thật tuyệt vời. Sau khi cả lớp giải tán cũng không thấy Diệp Chăn Chăn tới, vẫn tự biết mình đấy chứ, không có mặt mũi nào về lớp. Tin tức Diệp Kiều được thủ khoa đã bị mấy người Lục Bắc Trì và Trình Đại Phi lan truyền trong đại viện. Lão tham mưu trưởng Diệp đang đi tới đi lui trong sân, có vẻ hưng phấn đứng ngồi không yên, Tiểu Đồng đứng bên cạnh, thấy lão thủ trưởng Diệp thỉnh thoảng nhìn khẩu súng dắt ngang hông anh ta. Tiểu Đồng, đưa súng cho tôi. Tôi phải bắn một phát, ăn mừng một trận. Trong quân đội có truyền thống nổ súng ăn mừng, nhất là thế hệ lão thành cách mạng như bọn họ. Thủ trưởng, không được đâu, bây giờ không phải là trước kia. Tiểu Đồng vội vàng nói, mỗi một viên đạn trong súng của anh ta đều được ghi chép ở kho đạn, không được dùng linh tinh đâu. Lão tham mưu trưởng chắp hai tay sau lưng, lại đi tới đi lui mấy bước, đi. Đi mua pháo nổ cho tôi, mua hẳn pháo 100 quả. Còn nữa, thêm 2 gói pháo kém. Cái đồ đó còn vang hơn súng. Ngây ra đó làm gì? Mau đi đi. Vâng, thủ trưởng. Tiểu Đồng nghe lệnh, chạy đi. Diệp Kiều vừa mới vào sân là lão tham mưu trưởng lập tức nghênh đón. Kiều Kiều, nhóc con, rất có triển vọng. Nói được làm được. Không hổ là cháu nội của Diệp Chí Hùng ta. Nhìn ông nội hưng phấn như một đứa trẻ, Diệp Kiều chỉ cảm thấy đáng yêu, lấy bảng điểm trong túi ra đưa cho ông. Ông cụ kích động đến mức tay hơi run. Ông nội, cháu gái của ông, sẽ không kém cỏi. Cô cười nói, Chăn Chăn thì xui xẻo rồi, rõ ràng với số điểm đó có thể đậu cao đẳng, nhưng mà dì Tần lại để em ấy đăng ký đại học gì hết. Nhắc đến Tần Lan, quả là quét sạch sự hưng, phấn của lão tham mưu trưởng. Ngày hôm nay nếu Diệp Chăn Chăn được thủ khoa, lão tham mưu trưởng căn bản sẽ không vui như thế. Chăn Chăn sẽ bị hủy hoại trong tay cô ta. Ông cụ tức giận nói. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đồng trở về, xách một tràng pháo, dài phải mấy mét. Miệng anh ta ngậm điếu thuốc lá, cầm một gói pháo kép ở trên tay. Ông nội, mấy thứ này nguy hiểm lắm, cẩn thận nổ nát tay ấy. Con nhóc này, ông nội con năm đó xuất thân từ pháo binh đấy nhé, còn sợ mấy cái đồ vặt vãnh này à. Hôm nay lão tham mưu trưởng là một lão trẻ con. Nói xong là đốt ngay một ngòi pháo kép, mũi tên bay thẳng lên trời, sau đó nổ bùng một cái, vang lên 2 tiếng, âm thanh rất lớn. Cái này ở quê người ta hay gọi là nổ kép. Bên ngoài sân, Tiểu Đồng cũng đốt pháo. Bùm bùm, lại hòa lẫn âm thanh của pháo kéo. Ai không biết còn tưởng rằng nhà nay đang có con gái sắp xuất giá ấy chứ. Chương 194. Chỉ chốc lát sau, khu nhà của thủ trưởng đều biết cháu gái lớn của lão tham mưu trưởng thi được thủ khoa, vài lão thủ trưởng đến xem, ngay cả ông bà sát bên cũng tới. Ông nội nói bây giờ muốn uống rượu với mấy lão thủ trưởng, Diệp Kiều đích thân xuống bếp. Sau khi dì Hách bị đuổi, một dì khác có tay nghề nấu bếp không được, nên Diệp Kiều thường xuyên đích thân xuống bếp. Kiếp trước tài nấu nướng của cô cũng không tệ. Cô có vài món tủ, đặc biệt thịt kho tàu là nấu ngon nhất. Trong phòng ăn đặt một cái bàn vuông có bàn xoay tròn ở giữa, điều hòa mở, lão tham mưu trưởng lấy ra 2 bình rượu Mao Đài cất từ năm xưa. Tính cả ông là có 5 lão thủ trưởng, bà Lục đã ở đó, bọn họ đều là chiến hữu cũ đã từng cùng nhau băng qua những ngọn núi tuyết phủ. Diệp Kiều chào hỏi bọn họ, sau đó tiếp tục vào phòng bếp xào rau. Ái chà, nhóc con Kiều Kiều này, học nấu ăn từ khi nào thế? Nhìn cái món thịt kho tàu này mà xem, màu sắc thật là xinh đẹp. Bà Lục nhìn đĩa thịt kho tàu nạc mỡ giao nhau đỏ bừng,
óng ánh, núng nính, bà khen. Do nhóc co nhà tôi học được lúc còn ở nông thôn đấy. Lão tham mưu trưởng vô cùng tự hào nói, đừng nhìn nữa, các đồng chí, mau động đũa nếm thử đi, thịt kho tàu này phải ăn nhân lúc nóng. Thịt kho tàu bỏ vào miệng là lập tức tan ra, béo mà không ngấy, vị hơi ngọt, khiến người ta ăn một miếng là muốn ăn miếng thứ hai. Mấy lão thủ trưởng khen không dứt miệng. Lão Diệp này, cháu gái cục cưng nhà ông, có gì chưa? Tôi thấy, tuổi của con bé cũng xấp xỉ tuổi thằng cháu lớn nhà tôi đấy. Ông nội của Trình Đại Phi, lão thủ trưởng Trình, cười ha ha nói. Đúng lúc đó, Lục Bắc Chỉ vừa mới đánh bóng xong đi vào, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống ăn như thể nhà mình vậy. Nghe lão Trình nói, lão thủ trưởng Lục hơi co quắp khóe miệng, cái lão già này muốn giành cháu dâu với ông sao? Lúc này, ông chợt nghe bà vợ già nhà mình nói, lão Trình, Đại Phi nhà ông lớn hơn Kiều Kiều một hay là hai tuổi gì kia mà. Nếu nói xấp xỉ thì chỉ, nhà chúng tôi bằng tuổi Kiều Kiều đấy, còn là bạn học nữa, suốt ngày cùng đến trường cùng tan học. Tôi thấy, Kiều Kiều thích hợp với chỉ nhà chúng ta hơn. Cái bà già hồ đồ này, phụt, Lục Bắc Chỉ nghe bà nội nói xong thì phụt cả cơm. Bà nội muốn hại chết cậu sao? Diệp Kiều Kiều là bà xã của anh cả đấy. Bà cụ thấy thằng cháu nhỏ phản ứng như thế thì giận không kìm được. Thằng nhóc thúi, làm sao? Kiều Kiều không xứng với con à? Kiều Kiều còn chướng mắt con ấy chứ? Bà cụ Lục ghét bỏ nói với thằng cháu nhỏ của mình. Xứng, xứng, không phải, con không có ý đó, bà nội, là con không xứng với Diệp Kiều Kiều. Người ta là... Thấy Diệp Kiều đi tới, Lục Bắc Chỉ vội vã ngậm miệng lại, suýt nữa thì lỡ miệng, chuyện này nên để hai đương sự cùng nhau tuyên bố thì tốt hơn. Diệp Kiều không cần đoán cũng biết bọn họ đang thảo luận chuyện gì, trong lòng cười trộm. Lão Diệp này, cháu nội chúng tôi cũng chưa có đối tượng, tôi thấy hay là hôm nào cho Kiều Kiều nhìn cái đi. Chuyện này ấy, phải để Kiều Kiều vui vẻ mới được. Ông nội của Trần Đào cũng góp vui. Ồ, lão tư lệnh Lục hừ lạnh trong lòng, nghĩ thầm, cháu dâu lớn nhà tôi nào có lọt nổi vào mắt xanh của mấy thằng nhóc nhà các ông. Đúng vậy, được cháu gái tôi thích mới được. Đây là thời đại yêu đương tự do, không phải như chúng ta trước kia nữa. Lão tham mưu trưởng cười ha ha nói. Diệp Kiều bưng khoai tây sợi vừa xào lên bàn, cô cười híp mắt, lộ ra đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào, không giấu gì các lão thủ trưởng, thật ra con có người mình thích rồi. Nói xong, cô chạy như một làn khói, rốt cuộc cô vẫn xấu hổ trước các cụ già. Lão tham mưu trưởng vô cùng kinh ngạc, nhóc con này thích ai vậy? Trước nay chưa hề nghe con bé nhắc đến. Các bạn đang nghe chuyện thập niên 90 Trọng Sinh Trêu Ghẹo Nam Thần của tác giả Tích Nhan tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 195. Buổi tối Diệp Thắng Huân tới, điều khiến Diệp Kiều bất ngờ là công chúa nhỏ Diệp Chăn Chăn thế mà cũng đi theo, còn đem theo quần áo và đồ dùng cá nhân nữa. Chăn Chăn thi không tốt, sợ bị mẹ đánh, muốn ở lại đây vài ngày. Kiều Kiều, con không có ý kiến gì chứ. Nếu con mất hứng, cha sẽ đưa con bé đi. Trong phòng khách chỉ có hai cha con họ ngồi đối diện trên ghế salon. Lão tham mưu trưởng ra ngoài đi dạo rồi, ông cụ vẫn chưa thoát ra khỏi sự vui mừng, lại đi khoe khoang với các cụ già khác rồi. Tôi có thành kiến, ông vẫn nên đưa nó đi đi. Tôi bận rộn nhiều việc, không rảnh để chơi mấy trò vặt vãnh với nó. Diệp Kiều nói rất không khách sáo. Cô sẽ không tin rằng Diệp Chăn Chăn có thể chung sống hòa bình với cô trong đại viện. Con bé đó bây giờ không biết đang ghen ghét cô nhường nào đâu. Diệp Thắng Huân nhướng mày, cẩn thận liếc nhìn Diệp Kiều. Con nhóc này rốt cuộc giống ai nhỉ? Tính tình không giống mẹ nó. Mẹ nó dịu dàng như nước cơ. Được, ông ta nào có mặt mũi để phản đối. Kiều Kiều, chúc mừng con. Đề tên bảng vàng. Diệp Thắng Huân búng tàn thuốc một cái, nhìn cô, nói từ trong thâm tâm, cha thật sự rất vui mừng, mẹ con ở trên thiên đường chắc cũng rất tự hào vì con. Ước mơ lớn nhất của cô ấy năm đó là có thể trở về thành phố, đến trường, tham gia tuyển sinh đại học. Đáng tiếc, người đàn ông mà bà ấy yêu đã không quay lại tìm bà ấy sau khi trở về thành phố, bỏ lại bà ấy một mình mang thai. Chịu đựng những ánh mắt khinh bỉ xung quanh mình sống sót qua ngày, để rồi khó sinh mà chết. Diệp Kiều nhìn vào một điểm nào đó, giọng nói rất bình tĩnh, nhưng lại khoét vào trái tim Diệp Thắng Huân. Ngón tay cầm thuốc lá của ông ta run rẩy.
Đột nhiên ông ta đứng dậy, quay lưng lại, Kiều Kiều, cha không thể bù đắp được những gì mà cha đã nợ mẹ con, chỉ có thể dùng quãng đời còn lại để đối xử với con thật tốt. Giọng người đàn ông trung niên hơi khàn. Chăn chăn. Xuống đây, theo cha về. Ngay sau đó, Diệp Thăng Huân cất giọng kêu. Diệp Chăn Chăn rất không cam lòng xuống lầu, cả ngày hôm nay cô ta không dám vác mặt về nhà rồi. Cô ta cũng không liếc mắt Diệp Kiều lấy một cái đã vội vã đi ra ngoài. Hai cha con vừa mới về đến nhà thì ngửi thấy mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc, thấy Tần Lan ngồi trên ghế salon. Một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm chai rượu, hoàn toàn không còn hình tượng phu nhân yêu nhã như bình thường. Thấy Diệp Chăn Chăn, ánh mắt bà ta như muốn giết người, khiến Diệp Thắng Huân cũng cảm thấy bà ta hơi đáng sợ. Diệp Chăn Chăn trốn sau lưng cha. Tần Lan đập chai rượu lên bàn một cái rồi đứng dậy. Diệp Chăn Chăn, mẹ nó con đừng trốn. Tần Lan như một bà điên lao về phía hai cha con họ. Diệp Thắng Huân đưa tay lên ngăn cản bà ta, đồng thời đẩy mạnh bà ta ra. Tần Lan ngã ngồi trên mặt đất. Tần Lan, cô bình tĩnh lại một chút cho tôi. Chăn Chăn thi không tốt, cô không có phần trách nhiệm sao? Chăn Chăn, về phòng của con đi. Diệp Thắng Huân trầm giọng nói. Anh hay lắm Diệp Thắng Huân, dám đẩy tôi. Anh trách tôi, anh có thường xuyên quản nó không? Đều do tôi quản. Bây giờ, lòng anh đều đặt lên người con tiện nhân kia, đừng tưởng là tôi không biết. Tần Lan hung ác nói. Lúc này, Diệp Thắng Huân đi tới cửa, cũng không đi ra ngoài mà là mở toang cửa ra. Cô chửi nữa đi, cho toàn bộ lãnh đạo, người nhà, cấp dưới của thành phố này biết, cho tất cả mọi người xem quý phu nhân sống trong nhung lụa này giở trò thế nào đi. Diệp Thắng Huân cắn răng, thấp giọng nói, vẻ mặt không thể nhịn được nữa. Anh nghĩ tôi không dám. Tần Lan nói xong thì muốn xông ra ngoài, lúc đến cửa thì vẫn dừng lại. Tần Lan chết vì sĩ diện, nào có thể cho người ta biết vợ chồng họ bất hòa, bà ta lại vì con gái thi không tốt mà tức giận chứ. Diệp Chăn Chăn trốn trong phòng, ngồi dựa vào ván cửa, trong tay cô ta nắm một sợi tóc thật dài, đôi mắt phẫn hận nhìn chằm chằm sợi tóc kia. Đây là tóc của Diệp Kiều. Chương 196. Điểm chuẩn của các trường đại học lớn đều giảm, điểm đợt 2 năm nay cũng không cao, 532 điểm. Nếu đợt 1 là 589 điểm thì ngay cả Lục Bắc Trì cũng thi đậu đợt 2. Thật ra, lúc đó sau khi được Diệp Kiều khích lệ thì cậu cũng lặng lẽ nỗ lực. Chỉ có duy nhất Diệp Chăn Chăn là không đậu bất cứ trường nào cả. Diệp Kiều cũng đã nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Di, ngành của cô là thị trường marketing. 365 ngôi sao may mắn đã được gấp xong, Lục Bắc Kiều vẫn chưa về. Đã là ngày 20 tháng 8 rồi, thêm 13 ngôi nữa. Diệp Kiều gục xuống bàn, nhìn lọ ngôi sao may mắn đủ màu sắc đến đờ ra. Lục Tiểu Cổn, sao cha con vẫn chưa về? Con nói mẹ nghe, rốt cuộc cha có bị thương gì đó không? Vì sao vẫn chưa về? Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Diệp Kiều khàn giọng nói, may mà năm qua cô bận rộn nhiều việc, may mà gần đây công ty cũng bận rộn, tiếp nhận rất nhiều đơn đặt hàng, một mình Tiểu Mỹ làm không xuể, nên cô thường xuyên giúp đỡ. Bận đến mức không có thời gian nhớ anh. Cái cô Cố Tuyết Yến kia nữa, thường xuyên chạy tới nhà ông bà bên cạnh xum xoe. Còn nói với bên ngoài rằng cô ta là bạn gái của cha con. Đáng giận. Chờ cha con về, mẹ nhất định phải phát cơm chó trước mặt cô ta mới được, dập chết cô ta. Diệp Kiều hít mũi một cái, lại nói. Cha không bị thương, buổi lễ tốt nghiệp của trường học thợ săn rất long trọng, cha sẽ về rất nhanh thôi, sẽ cho mẹ ngạc nhiên. Lục Tiểu Cổn nghiêm túc nói. Nhưng mà, năm qua cha cậu thật sự chịu rất nhiều dằn vặt, Lục Tiểu Cổn rất đau lòng. Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng động. Em gái Trạng Nguyên của anh đâu rồi? Còn không ra nghênh đón anh em sao? Giọng nói của Diệp Thành vang lên từ dưới lầu, Diệp Kiều không ngờ là ông nội lại gọi anh ấy về. Mấy ngày hôm trước, ông nội gọi lần lượt cho từng người trong nhà, bảo bọn họ hôm nay đến đại viện ăn, chúc mừng Trạng Nguyên của nhà họ Diệp. Eo, một năm không gặp, em gái anh đẹp lên hẳn luôn. Diệp Thành mặc quân trang, nhìn Diệp Kiều, nhân vật chính của ngày hôm nay mặc một chiếc váy trắng đang bước xuống lầu, anh nhếch môi khen. Một năm không gặp, anh đen hơn đấy. Mấy người khác có khỏe không? Em nhớ anh đại ngốc quá, còn chưa cảm ơn anh ấy nữa. Nếu không nhờ lá bùa của anh ấy thì học sinh rốt nát như em sao có thể thi đậu đại học gì? Trong khi cô đang trò chuyện với Diệp Thành thì người nhà họ Diệp lục tục đi tới.
Điều khiến Diệp Kiều bất ngờ là Diệp Chăn Chăn, người không thi đậu đại học ngày hôm nay đã khôi phục dáng vẻ cao ngạo mắt cao hơn đầu. Trong phòng khách rộng lớn, trong nhà họ Diệp ngoài cha của Diệp Thành, chú hai của Diệp Kiều và Diệp Thắng Huân ra thì những người khác đều tới. Hai bà cô, hai cô và con của họ, bác gái cả, Diệp Thành, bác gái hai, em gái họ, cùng với Tần Lan và Diệp Chăn Chăn. Mọi người ngồi quanh ghế salon, cắn hạt dưa uống nước ngọt. Hai bà cô nịnh hót của cô cũng không ghét bỏ cô như trước đây nữa. Bọn họ kéo tay cô, nhét bao lì xì thật dày vào trong tay cô. Hai, người cô cũng vậy. Tuy rằng mỗi người nhà họ Diệp chúng ta đều là tinh anh, nhưng chưa từng có ai đậu đại học gì cả. Kiều Kiều khiến nhà chúng ta quá hãnh diện. Đúng vậy. Kiều Kiều, cô và cô nhỏ của con đã chọn cho con một bài hát trên đài truyền hình đấy. Đêm nay là có thể phát sóng, đến lúc đó trên màn hình còn có tên con nữa. Cô cả của Diệp Kiều nói, sự nhiệt tình của bọn họ khiến cô không quá thích ứng, ha ha. Lúc sau Tết, bọn họ vẫn đang còn lôi kéo Diệp Chăn Chăn mà tán thưởng cơ mà. Một năm trước, Diệp Kiều cô vẫn còn là đứa con gái ngoài giá thú bị bọn họ ghét bỏ cơ mà. Tần Lan ngồi bên cạnh, sắc mặt đã như màu gan heo, một câu cũng chưa từng nói. Cô cả, cô nhỏ, người được trạng nguyên cũng không phải là người nhà họ Diệp chúng ta đâu. Diệp Chăn Chăn cầm một tập tư liệu trong tay, đi tới cạnh bàn, cất cao giọng nói một cách kỳ lạ. Ngày hôm nay Diệp Chăn Chăn mặc một cái váy công chúa màu hồng, vẫn ra dáng một cô công chúa nhỏ như trước, muốn cướp phong thái của Diệp Kiều. Nhưng dù cô ta có ăn mặc thế nào thì cũng là một búp bê xinh đẹp, nhỏ nhắn. Còn Diệp Kiều thì là một con thiên nga trắng thanh lịch tự tin. Chăn Chăn, sao em lại nói như vậy? Người nói giúp Diệp Kiều không phải ông nội, mà là Diệp Thành. Trước đây lúc gần đi Lục Bắc Kiêu đã nhắn nhủ anh ta rằng nếu Diệp Kiều lại bị bắt nạt trong nhà họ Diệp một lần nữa, chờ anh về anh sẽ hỏi tội. Diệp Thành cũng muốn bảo vệ cô em gái Diệp Kiều này từ tận đáy lòng. Diệp Kiều biết là hôm nay Diệp Chăn Chăn lại muốn giở trò rồi. Con nhóc này có ý gì đây? Nhìn xem, ngay cả anh cả cũng thiên vị cái đồ hàng giả này. Chăn Chăn, con ngồi xuống. Tần Lan dường như nghe ra ý của con gái, ra lệnh. Diệp Chăn Chăn vẫn tỏ vẻ châm biếm như cũ, ai nói cũng không nghe. Các bà các cô ạ, thủ khoa đại học mà mọi người đang khen cũng không thuộc nhà họ Diệp chúng ta đâu. Độ tương tự ADN giữa con và chị ta gần như bằng không. Mọi người đều bị chị ta lừa rồi, con và chị ta căn bản không có quan hệ huyết thống. Tay Diệp Chăn Chăn nắm thật chặt kết quả giám định ADN, hết sức kích động nói. Các bạn đang nghe chuyện thập niên 90 trọng sinh trêu ghẹo nam thần của tác giả Tích Nhan tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 197. Cả năm qua tức giận với Diệp Kiều bao nhiêu, bây giờ Diệp Chăn Chăn lại hả giận bấy nhiêu. Cô ta vẫn luôn nghi ngờ Diệp Kiều không phải là con cha, vẫn luôn muốn tìm cách chứng minh. Cho đến khi nhìn thấy có giám định người thân trong phim truyền hình, mà anh họ cô ta năm nay vừa được điều đến đội giám định tư pháp. Nào ngờ, thật sự bị cô ta đoán trúng, Diệp Kiều quả thật là hàng giả. Gen của Diệp Kiều chết tiệt và gen của mình căn bản không đến từ cùng một người cha. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà đều dồn về phía Diệp Chăn Chăn. Bọn họ vẫn chưa hiểu ý của cô công chúa nhỏ này. Lão tham mưu trưởng không ngồi chung với họ, biết là cô cháu gái nhỏ này lại đang gây sự với cô cháu gái lớn rồi. E là lại giở trò nhục nhã gì đó đây. Lão tham mưu trưởng tưởng Diệp Chăn Chăn làm báo cáo giả để vu cáo cho Diệp Kiều. Diệp Chăn Chăn quả nhiên là gây rối. Diệp Kiều hừ lạnh, cô sẽ không để con nhóc này đạt được mục đích đâu. Cô cũng nghĩ là Diệp Chăn Chăn dùng báo cáo giả để hãm hại mình. Diệp Chăn Chăn, con làm loạn cái gì đấy, về nhà với mẹ. Đừng làm nhục mặt ở đây nữa. Lúc này, Tần Lan từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng đột nhiên đứng lên, đi tới bên cạnh Diệp Chăn Chăn, kéo cô ta định đi. Dáng vẻ của Tần Lan có thể dùng từ hung thần ác sát để hình dung. Mẹ, mẹ đừng sợ, con đang báo thù giúp mẹ. Diệp Chăn Chăn gạt Tần Lan ra, lớn tiếng nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Báo thù, cái đồ ngu xuẩn này muốn hại chết mẹ mày à. Tần Lan tức không chịu được. Chăn Chăn, chuyện này không thể nói đùa được đâu. Bà lớn biết lần này con thi rớt đại học, trong lòng không thoải máu. Nhưng mà mọi người chúng ta vẫn thương con như bảo bối mà. Đừng làm rộn nữa.
Bà cô lớn của Diệp Kiều cũng không thích thấy Diệp Chăn Chăn làm ầm ĩ ngay trước mặt mọi người trong nhà như vậy. Nhà họ Diệp từ trước đến nay đều rất trọng quy củ. Bà lớn: con không làm rộn, con nói thật, báo cáo này mặc dù không có đóng dấu, nhưng mà là thật. Là con nhờ anh họ con giám định, anh ấy sẽ đến ngay, nếu không tin thì mọi người cứ chờ anh ấy tới là biết. Diệp Chăn Chăn vội vã chạy đi, mẹ tưởng cô ta cố tình gây sự, làm báo cáo giả để hãm hại Diệp Kiều ư. Mẹ đang sợ Diệp Kiều à? Nhưng cô ta không sợ. Ngày hôm nay cô ta phải chút nỗi hận này. Người anh họ mà Diệp Chăn Chăn nói là con trai của anh cả Tần Lan. Nếu không, Diệp Chăn Chăn đơn phương cầm hai cọng tóc đi làm giám định là không được phép của các cơ quan chính quy, phải là hai bên đương sự có mặt và đồng ý. Tần Lan nghe Diệp Chăn Chăn nói như vậy thì quả thật tức đến mức muốn hộc máu, cũng vừa hoảng hồn, cái đầu ngu này không thể cho bà ta yên bình một chút được sao. Bà ta vội vàng ra ngoài gọi điện thoại bảo Tần Dương đừng đến. Nhưng mà Tần Lan vừa ra đến cửa thì đã thấy thằng cháu lớn Tần Dương vào rồi. Cô ạ, Tần Dương tuấn tú lịch sự, vóc người cao gầy, đầu đinh ngắn ngủn, đeo một cái kính đen, mỉm cười chào hỏi với Tần Lan. Ngay sau đó, anh ta nhìn vào phòng khách, định chào hỏi với người nhà họ Diệp. Tần Dương, chỗ này không liên quan đến con, đi mau đi. Tần Lan vội vàng ngăn anh ta lại, chỉ muốn vội vàng đuổi anh ta đi. Mẹ, mẹ đừng đuổi anh con. Anh ấy là nhân chứng quan trọng nhất đấy. Diệp Chăn Chăn vọt tới bên cạnh Tần Dương, vội vàng ôm lấy cánh tay anh ta. Cái đồ ngu xuẩn này. Tần Lan nhìn Diệp Chăn Chăn, thật sự muốn chặt cô ta ra làm đôi. Đại gia đình nhà họ Diệp sau lưng bọn họ nhìn nhau, thiện cảm đối với Diệp Chăn Chăn lại tụt xuống lần nữa. Tần Dương, con đừng có giúp em con quấy rối, con nhóc chết tiệt này càng ngày càng làm rộn. Tần Lan biết nói không lại Diệp Chăn Chăn, chỉ có thể nói Tần Dương, không ngừng nháy mắt với anh ta. Chương 198. Nhìn thái độ khác thường của Tần Lan, Diệp Kiều luôn cảm thấy hình như bà ta rất sợ Diệp Chăn Chăn làm loạn, rất sợ con gái bảo bối của bà ta làm xấu mặt trước mặt đại gia đình. Cô lựa chọn yên lặng theo dõi diễn biến. Anh họ, anh đừng đi. Diệp Chăn Chăn níu chặt tay Tần Dương, lớn tiếng nói. Ông nội, các bà, các cô và các thím, báo cáo giám định của con là thật. Diệp Kiều, chị ta và con căn bản không có quan hệ huyết thống, chị ta không phải con gái của cha con, không phải con cháu của nhà họ Diệp. Mọi người không tin thì có thể hỏi anh họ con. Cái giám định này là do anh ấy lén lút làm giúp con. Con lấy được tóc của Diệp Kiều, anh ấy đã trích xuất DNA của cô ta. Diệp Chăn Chăn kích động nói lần nữa, tốc độ rất nhanh, nói một hơi, cô ta sợ không nói nhanh thì không có cơ hội. Lúc này, người nhà mới hơi tin tưởng là Diệp Chăn Chăn không càn quấy. Ý cô ta là, cô ta và Diệp Kiều làm giám định người thân, kết quả hai người không phải chị em. Anh họ, anh nói mau đi. Diệp Chăn Chăn thúc giục. Tần Dương, nhà họ Diệp không liên quan gì đến con cả, con là người ngoài. Tần Lan thấp giọng quát, chỉ kém động tay động chân thôi đó. Nhưng mà cô à, Chăn Chăn nói thật, hai DNA từ một bộ gen của người cha, nhưng độ tương thích gần như bằng không. Đương nhiên, con không chắc là tóc Chăn Chăn đem tới giám định có phải là tóc của Diệp Kiều hay không. Tần Dương nói rất khách quan, giọng không lớn không nhỏ, nhưng cả nhà đều nghe thấy. Ánh mắt của toàn bộ anh chị em họ đều dồn về phía Diệp Kiều đang ngồi trên ghế salon, hai người cô cũng thế, chỉ có sắc mặt của hai bà cô và lão tham mưu trưởng là thay đổi. Đương nhiên là tóc của Diệp Kiều rồi. Đêm đó em vào phòng chị ta, lấy được trên lược chị ta đó. Ngày hôm sau là đưa cho anh liền. Diệp Chăn Chăn lớn tiếng nói. Cho nên, Diệp Kiều thật sự không phải là con gái của cậu. Anh chị em họ con nhà cô lớn và cô nhỏ khe khẽ bàn luận. Còn Diệp Thành thì híp mắt lại. Sao Diệp Kiều có thể không phải là người nhà họ Diệp? Năm đó anh cũng ghét bỏ Diệp Kiều, cũng nghi ngờ như Diệp Chăn Chăn vậy, thậm chí còn vào thư phòng chất vấn ông nội. Ông nội nói, cái đồ còn rùa nhà con. Bản thân con ngu xuẩn thì cũng tưởng ông nội con ngu xuẩn à. Lão già họ Diệp ông đây mà có thể nhận sai cháu gái chắc. Diệp Kiều vừa tới là chú nhỏ của con đã đưa con bé đi giám định huyết thống rồi. Diệp Kiều đứng lên, người anh họ này, anh có thể đảm bảo tính chân thực của báo cáo giám định này không? Cô nhìn Tần Dương, kiếp trước Diệp Kiều cô sóng to gió lớn gì cũng từng trải qua rồi,
sao có thể vì chuyện nhỏ này mà hoảng loạn được. Cô gái có vóc dáng cao gầy, mặc chiếc váy trắng với thiết kế cổ chữ V, lộ ra cái cổ thiên nga ưu nhã hoàn mỹ, da trắng mỹ mạo, chấn động lòng người. Đây là lần đầu tiên Tần Dương nhìn thấy con nhỏ quê mùa đến từ nông thôn mà em họ vẫn luôn miệng phỉ nhổ. Nào có quê mùa, là nữ thần đấy. Tôi lấy chuyên môn và nhân cách của mình ra để đảm bảo, kết quả giám định của tôi là đúng sự thật và hợp lệ. Đương nhiên, báo cáo giám định này không có đóng dấu, là hành vi cá nhân của tôi, không liên quan đến đơn vị tôi. Tần Dương nỗ lực duy trì sự bình tĩnh, dùng giọng điệu chuyên nghiệp nói. Ồ, nếu anh đủ chuyên nghiệp, không phải anh không nên làm việc cá nhân sao? Diệp Kiều giễu cợt. Diệp Kiều, chị đừng nói lảng sang chuyện khác. Anh họ tôi chỉ vì giúp tôi vạch trần hàng giả như cô thôi. Diệp Chân Chân bước tới, mạnh mẽ nói, giọng nói cực lớn. Bây giờ cô ta ước gì có thể dùng loa phóng thanh để cho tất cả mọi người trong đại viện đều biết. Diệp Kiều không phải con cháu nhà họ Diệp không có đứa con ngoài giá thú như vậy. Diệp Chân Chân, con đủ rồi đó. Con quấy rối nữa, mẹ sẽ đánh con. Mau xin lỗi chị con đi. Sợi tóc kia do con tùy tiện lấy ở đâu ra, căn bản không phải của chị con. Tần Lan nóng nảy, giấy không thể gói được lửa, huống gì, con nhóc ngu xuẩn này lại tự mình nhóm lửa. Các bạn đang nghe chuyện thập niên 90 Trọng Sinh Trêu Ghẹo Nam Thần của tác giả Tích Nhan tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 199. Đây là lần đầu tiên Diệp Kiều nhìn thấy bà Tần phản bác con gái cưng của mình như thế đấy, hơn nữa còn ra vẻ dữ dằn như vậy, không thêm mắm thêm muối như trước đây. Nếu có khác thường thì ắt có vấn đề. Diệp Kiều, báo cáo là thật, cô ta mới không phải là ruột thịt của ông ngoại. Lúc này, giọng nói của Lục Tiểu Cổn vang lên. Đù, Diệp Kiều chấn động đến mức ngây ngẩn cả người. Cô luôn nghi ngờ Diệp Chân Chân hãm hại cô, kết phường với anh họ của cô ta để làm báo cáo giả, nhưng tuyệt đối không ngờ. Sự khiếp sợ trong lòng Diệp Kiều lúc này so với sự khiếp sợ lúc cô phát hiện mình sống lại chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì kiếp trước, cho đến lúc chết cô cũng không biết Diệp Chân Chân không phải là người nhà họ Diệp. Lục Tiểu Tổn, sao con không nói với mẹ sớm một chút? Lục Tiểu Cổn, bổn cục cưng đang chờ Diệp Chân Chân tự tìm đường chết cơ mà. Mẹ, con không có. Đó chính là tóc của Diệp Kiều. Các bà rốt cuộc đã hiểu chưa? Diệp Kiều chị ta không phải con của cha. Chị ta căn bản không phải là người nhà họ Diệp. Chị ta là hàng giả. Không chừng mẹ chị ta gian díu với một người nào đó ở quê đấy. Diệp Chân Chân nóng nảy, càng nói càng khó nghe. Con nhỏ trà xanh, con mẹ nó, mẹ cô mới là kẻ không biết gian díu với thằng đàn ông nào đấy. Diệp Kiều bình tĩnh lại từ trong nỗi khiếp sợ, thầm chế giễu cô ta trong lòng. Đúng lúc, ngày hôm nay đa phần người nhà họ Diệp đều ở đây, nhất là những bà cô và cô phải vạch mặt con nhỏ trà xanh và bà già trà xanh này mới được. Lão tham mưu trưởng Diệp sầm mặt xuống, hai bà cô cũng thế, còn hai người cô thì tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Diệp Kiều, sắc mặt cũng hai người thím cũng rất khó coi. Tần Lan cảm thấy mình sắp bị Diệp Chăn Chăn chọc tức chết rồi, không ngăn cản được ngọn lửa do con nhóc ngu xuẩn này châm rồi. Cái này, lẽ nào chúng ta đều bị nhà họ Kiều lừa sao? Diệp Kiều căn bản không phải là, cô nhỏ thấp giọng nói. Diệp Chăn Chăn, cô luôn miệng nói giám định DNA giữa tôi và cô nói lên rằng chúng ta không cùng cha, nói tôi không phải là con gái của Diệp Thắng Huân. Sao cô không nghi ngờ chính cô mới không phải là con gái của ông ta? Diệp Kiều lớn tiếng nói. Cô vừa nói ra, phòng khách rộng lớn nhất thời chìm vào sự im lặng chết chóc. Đặc biệt là hai bà cô và lão tham mưu trưởng, bọn họ càng chấn động trong lòng. Bởi vì năm đó, lúc đón Diệp Kiều về, bà cô lớn đã nghi ngờ cô rốt cuộc có phải là dòng giống nhà họ Diệp hay không, nên đã mạnh mẽ yêu cầu Diệp Thắng Huân lấy tóc của Diệp Kiều đi giám định người thân. Chuyện này chỉ có ba trưởng bối bọn họ và Diệp Thắng Huân biết, Diệp Kiều cũng không biết. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ rằng Diệp Chân Chân sẽ không phải là dòng giống của nhà họ Diệp. Anh họ nhà họ Tần, anh nói xem có khả năng này hay không? Chỉ đơn thuần dựa vào DNA của tôi và Diệp Chân Chân để cho ra quan hệ huyết thống cũng không thể nói lên rằng tôi không phải là con gái của đồng chí Diệp Thắng Huân đúng không? Trong lúc mọi người còn chưa kịp định hình, Diệp Kiều lại cất giọng nói. Mà lúc này, đồng chí Diệp Thắng Huân,
người đang bận trăm công nghìn việc chỉ tranh thủ chút thời gian để về ăn mừng cho con gái lớn, vừa đi đến cửa. Nghe thấy tiếng động bên trong là ông ta biết, mẹ con Tần Lan lại gây chuyện rồi. Kiều Kiều, con đừng nóng giận, Chăn Chăn nó ganh tị với con, diễn một vở kịch mà thôi, con đừng để ý. Tần Lan cười nói, lại nháy mắt với Tần Dương. Bà Tần ơi là bà Tân, thế này chứng tỏ là chột dạ. Địch mợ, rốt cuộc trước đây bà ta lấy đâu ra mặt mũi để khó chịu với cô vậy? Rõ ràng chính bà ta cắm sừng cho đồng chí Diệp Thắng Huân, còn mẹ nó luôn truyền bá cái tư tưởng rằng Diệp Kiều cô là một đứa con ngoài giá thú vô liêm sỉ cho con gái cưng của bà ta nữa. Diệp Chăn Chăn còn luôn mắng mẹ cô là hồ ly, dụ dỗ cha cô ta. Thì ra, bà Tần mới là người đàn bà không biết xấu hổ mang thai con hoang, kết quả là để cho người cha cặn bã của cô đổ vỏ. Chương 200. Trước đây khi bà ta đối phó với mình, bà ta không cảm thấy có lỗi chút nào sao? Sao tôi lại không để ý? Con gái cưng của dì, bây giờ không chỉ đang làm nhục tôi, mà còn làm nhục mẹ tôi. Ngày hôm nay, vì người mẹ đáng thương đã qua đời của tôi phải tìm hiểu chuyện này cho rõ ràng. Đúng lúc các bà các cô, các thím đều đang ở đây, còn có các anh chị em, họ làm chứng cho tôi. Diệp Kiều lớn tiếng nói với vẻ mặt hung ác. Anh họ Tần, mời anh trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Diệp Kiều lại hung hăng nói. Tần Dương hắng giọng, trên lý thuyết là vậy. Kết quả giám định quan hệ huyết thống của cô và Chăn Chăn cho thấy gen của hai người không tương xứng nhau. Chỉ có thể nói rõ rằng hai người không cùng một cha, nhưng không thể nói rõ ai không phải là con gái của đồng chí Diệp Thắng Huân. Diệp Kiều, sao tôi có thể không phải là con gái của cha? Cha tôi và mẹ tôi yêu nhau và kết hôn, sau đó sinh tôi ra. Còn chị thì sao? Mẹ chị dụ dỗ cha tôi, năm đó thả cha tôi về thành phố Di, ai mà biết sau khi cha tôi đi, mẹ cô có qua lại với ai hay không? Cô đã không phải là chị em ruột của tôi rồi, sao có thể là con gái của cha tôi? Diệp Chăn Chăn tràn đầy tự tin, nói chính xác là tự kiêu. Cô ta luôn tự cho mình là công chúa nhỏ nhà họ Diệp, cũng vẫn là công chúa nhỏ trong mắt những người nhà họ Diệp. Con nhỏ này, rốt cuộc lấy tự tin ở đâu ra vậy? Cũng chính vì sự tự kiêu của cô ta đã đẩy cô ta vào con đường chết do mình tự tìm. Diệp Chăn Chăn, những gì cô nói đều là suy đoán chủ quan của cô. Không phải cô muốn dùng khoa học để chứng minh sao? Vậy thì, bây giờ chúng ta tìm đồng chí Diệp Thắng Huân để cùng đi giám định. Diệp Kiều mạnh mẽ phản bác. Tần Lan bỗng nhiên hoảng hồn. Diệp Kiều, em và chú nhỏ không cần giám định đâu. Năm đó lúc em vừa tới nhà họ Diệp, chú ấy đã làm giám định với em rồi, ông nội, đúng không? Lúc này, Diệp Thành nói giúp. Diệp Thành vừa nói xong, Diệp Chăn Chăn lập tức choáng váng. Làm sao có thể? Đúng, ta và hai bà cô của các con đều biết chuyện này. Lão tham mưu trưởng trầm giọng nói, mặt mày ông tái mét, nếu báo cáo giám định này là thật, vậy thì Diệp Chăn Chăn không phải con cháu nhà ông và Tần Lan. Ông cảm thấy huyết áp tăng vọt lần nữa, đầu hơi choáng. Diệp Kiều căn bản không biết còn có chuyện này, nhưng mà danh môn vọng tộc như nhà họ Diệp chắc là sẽ không nhận nhầm con gái ngoài giá thú để mang tiếng xấu. Trách thì trách Diệp Chăn Chăn không có đầu óc, tự tìm đường chết cho mình, con mẹ nọ còn hại chết mẹ cô ta. Bà Tần lúc này chắc có lẽ đã ước gì Diệp Chăn Chăn chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Sắc mặt của hai bà cô cũng rất xấu, nhất là bà cô lớn. Bà là vợ của một lãnh đạo cấp phó quốc, càng chú trọng đến danh dự gia tộc. Sắc mặt Diệp Chăn Chăn trắng bệch, trong đầu đều là câu nói cha và Diệp Kiều đã từng giám định người thân, Diệp Kiều là con ruột của ông ấy. Mà cô ta và Diệp Kiều thì không phải là chị em ruột. Thế thì, thật ra người không phải là con gái của cha, chính là cô ta. Không, không đúng, điều đó không thể nào. Diệp Chăn Chăn lập tức phản bác suy nghĩ của mình. Mọi người đừng xem là thật. Con bé này ghen tị khi chị nó đậu đại học gì, mình thì không đậu, nên cố ý hãm, hại chị nó thôi. Chăn Chăn, nói mau, có phải không? Tần Lan phá vỡ sự im lặng, bước tới cầm lấy cánh tay Diệp Chăn Chăn. Thấy Diệp Chăn Chăn không nói lời nào, bà ta còn nhéo cô ta một cái. Diệp Chăn Chăn vẫn đờ người ra. Lúc này, Diệp Thắng Huấn đã vào nhà với sắc mặt tái xanh. Ông ta vẫn luôn đứng nghe ngoài cửa. Ánh mắt Diệp Thắng Huân sắc như dao, nhìn chằm chằm Tần Lan. Tần Lan, Chăn Chăn không phải con gái của tôi, có phải không?
Diệp Thắng Huân rốt cuộc cũng bùng nổ, hai tay giữ chặt bả vai Tần Lan, hung ác nói với nét mặt dữ tợn. Các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện thập niên 90 Trọng Sinh Trêu Ghẹo Nam Thần của tác giả Tích Nhan tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.